Hiện tại là của giai đoạn trước tôi có chia sẻ là của biến TNG và GVR. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là trong suốt quá trình đấy, mặc dù thị trường gặp rất nhiều các biến cố, gặp rất nhiều các sự kiện, nhưng bởi vì cái ý tưởng của chúng ta dựa trên một câu chuyện là cơ bản, và ý tưởng ra dựa trên câu chuyện là cái kỳ vọng tăng trưởng và có những cái sự bứt phá ở trong cái câu chuyện xuất khẩu trong tương lai, hay là ví dụ như của GVR là chính là cái giá của cao su đang tăng ở lên mức rất là cao, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng nếu chúng ta lựa chọn và tìm kiếm được những cổ phiếu như vậy, chúng ta có thể tự tin vượt qua được những cái sự rung lắc của thị trường. Đấy, nên nên tôi vẫn đánh giá rằng từ thời điểm nửa cuối năm này vẫn đang tập trung, và câu chuyện đấy của tôi vẫn đang tiếp tục được duy trì là tập trung vào các cổ phiếu của dệt may, dệt may và cổ phiếu có thể là một vài cổ phiếu của cao su, và ngoài ra thì có thể là các cổ phiếu của bán lẻ, và đặc biệt là những cổ phiếu của ngành năng lượng cũng rất là tiềm năng, bởi vì các cổ phiếu ngành năng lượng cũng đang cho thấy rằng là có những cái sức bật và cái sự bứt phá khá là tốt, và là giữ giá rất là tốt so với mặt bằng của thị trường chung.